Nhóm nhạc hội chợ hường đen debut với siêu phẩm OK, mình chia tay Like Just Blackpink và Teddy xem được chắc xỉu nhẹ. Những ngày gần đây, Blackpink đang là cái tên xâm chiếm toàn cầu sau khi cho ra lò ca khúc How You Like Just. Sau hơn một năm trời vắng bóng trên thị trường âm nhạc, các cô gái nhà IG Entertainment đã có một màn comeback không thể hoành tráng hơn, oanh tạc khắp các mặt trận từ YouTube cho đến hàng loạt các bảng xếp hạng toàn cầu, là tâm điểm của làng nhạc thế giới. Thế nhưng giữa lúc cả thế giới vẫn đang phát cuồng vì Blackpink và How You Like That, có một tân binh mới nổi cũng vừa tung ra sản phẩm chất phát ngất, chắc chắn sẽ khiến Blackpink phải dè chừng đây này. Ủa, tân binh nào dám ngáng đường mình ta? Xin giới thiệu girl group hường đen với 4 thành viên Chi Chu, Lía, Chén và Dẹo cùng siêu phẩm OK mình chia tay Like That. Blackpink xin mời nhường đường cho tân binh khủng long, này ngay và luôn. Cười ngất với phiên bản chế OK mình chia tay Like That của tân binh hường đen nguồn Facebook Tông Minh. Xin giới thiệu tân binh tóc hai màu tên thật là Jenny, nghệ danh là Chén. Hai thành viên Chi Chu và Lía vô cùng nhập tâm vào bài hát. Tên thật Park Chê Răng, nghệ danh Dẹo. Hiệu ứng tóc bay bay giật lắc cũng rất gì và nảy nọ nhé. Dù mới chỉ tung trêu lờ nhưng các fan đã nhiệt tình chờ đón sản phẩm hoàn chỉnh của nhóm. Nhưng tiếc là, chờ như chờ nhóm nhạc IG comeback thì nghỉ đi. MV How You Like That, Blackpink. Blackpink bé like, chơi gì ký vậy? Khỏi phải nói, netizen đã được dịp cười bò trước phiên bản chế của How You Like That. Dành cho những ai chưa biết thì OK mình chia tay Like That, được chế lại từ ca khúc OK mình chia tay, từng khiến khán giả phì cười với hình ảnh của ca sĩ Nhi Thúy Ngân trong bản gốc. Này các Blink fandom của Blackpink, lại được thấy 4 cô ca sĩ hội chợ nhảy múa cực nghệ thế này, quả là một thời ký ức tuổi thơ sống dậy. OK, mình chia tay bé Thúy Ngân. How You Like That hiện vẫn đang gây bão trên toàn thế giới nhờ âm nhạc cực chất cùng phần hình ảnh xuất sắc. Chính vì các cô gái quá xinh đẹp và ca khúc quá hát nên How You Like That đã trở thành nguồn cảm hứng, chế bất tận của netizen. Chỉ điểm qua một vài video chế từ How You Like That dưới đây thôi cũng đủ để thấy sự sáng tạo và mặn mà không giới hạn của cư dân mạng rồi. Netizen phát xuất trước đoạn video hiệu ơn SNSD nhảy trên nền nhạc How You Like That Blackpink. Chiếc clip chế của Nicki Minaj và Blackpink đang gây xôn xao. Bất ngờ với How You Like That, phiên bản remix chỉ dành cho Việt Nam nguồn 80s sao. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.